Thì sao vạt của cái đầm tức là như thế nào? Giả sử như đây là dáng người, cơ thể người, đây là cổ, đây là đầu. Thì vì cái đầm của mình ấy, nó sẽ luôn luôn có cái phần ngực. Phần ngực là cái phần bự hơn tất cả những phần khác. Thì cái phần ngực này nó sẽ luôn luôn bự, nó sẽ kéo cái phần giữa của áo lên. Thế thành ra nếu mà mình may cái sườn áo ngang như thế này, ngang như thế này, thì khi mặc nó sẽ bị hách lên ở giữa. Được chưa? Và hai cái bên này nó sẽ dài hơn. Bởi vậy khi mà cắt may ấy, mình sẽ luôn may cái phần giữa này nó bầu xuống một tí. Đó chính là gọi là sao vạt. Thì đấy là lý do mà khi cắt trên sản phẩm thực tế ấy, mình sẽ có, ví dụ mình đã có cổ như thế này rồi, ngực như thế này, và cuối cùng phần sườn. Thì mình sẽ luôn luôn vẽ cái phần sườn này, nó không có thẳng ngang sang bên này, được chưa? Mà mình nó phải lấy xuống đây 2 đến 3 phân, và mình bắt đầu đánh cong cái đoạn thẳng này. Thì đấy gọi là sao vạt. Sao vạt thì tầm 2 đến 3 phân. Còn bạn nào ngực bự thì có thể lấy 4 phân. Đó, thì cái phần giữa này nó sẽ luôn luôn nhiều hơn cái phần sườn này, thì đấy gọi là sao vạt. Tức là cái cơ thể người, cái đầm như thế này. Thì phần sườn bên này mình không có vẽ, khi mà xác định chiều dài áo rồi, dài áo tính từ vai đến đây rồi, thì mình sẽ phải lấy xuống cái phần dưới này 2 đến 3 cm, 2 đến 3 cm, và mình sẽ nối cong cái phần này với phần sườn bên. Thì tính ra sẽ cái phần giữa sườn này nó sẽ dài hơn cái phần bên này, để mình khi mà mặc thì ngực nó sẽ kéo cái phần giữa này lên để nó không bị hách. Thì đấy gọi là sao vạt. Thì cũng giống như mình đã cắt cái phần này, thì phần giữa này nó đã dần dần nó đã dài hơn cái phần trên này rồi, nó đã đi lên.